các bạn. Hôm nay mình ngâm cái hầm lươn để chuẩn bị tối nay đi thả đây các bạn ơi. Đây là hầm 48 các bạn nha. Rất là đẹp các bạn nha. Đấy, hầm 48 bằng tre, lươn rất là dễ vào. Hôm nay là lươn dễ vào nhất. Đấy, các bạn thấy không? Khi các bạn mua về thì các bạn ngâm qua nước cái cho nó dẻo. Đấy, còn xử lý thì xử lý cả rồi đấy. Ngâm qua cho nó dẻo, rất là đẹp. Hôm nay thì lươn được khoảng 5 lạng, 6 lạng là vào thoải mái. Đấy. Ngoài ra thì mình còn bán hôm 60 nữa các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp các bạn. Đấy. Rất là đẹp. Cái nào như cái nào. Ống nhựa PC 48 các bạn. Thì mình làm mình sẽ quay hướng dẫn cho các bạn. Đấy, rất đẹp các bạn nha. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video mới nhé. Chào các bạn.